Vera Family xin chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn nha. Hôm nay gia đình Vân sẽ đưa mọi người đi xe bus ở sân bay Changi, Singapore. Và bây giờ cả nhà đang đứng xếp hàng. Mời ông bà, cô chú, anh chị em đi cùng với gia đình Vân nha. This boat 27. We take 33. 34. 34, yeah. Cái này là xe bus số 27 mọi người. Và nhà Văn bắt số 34 đang xếp hàng ở trong cái hàng 34. Đây số 34 này mọi người. Mommy don't cover. Okay. Đó, đang đứng chờ xe bus tới nè mọi người. Bây giờ là còn 3 giờ chiều á, khoảng 2 giờ rưỡi mà Brayden đòi đi xe buýt nè cô chú. Đòi đi phải dắt đi chứ không là khóc. Lúc nãy đi ăn cơm thì hang lạnh cho nên là mặc cái áo khoác của Elena. What time anh? 2:45. Gần 3 giờ rồi, 2 giờ 45 phút. Nhưng mà cũng phải đưa đi xe buýt để cho vui đó cả nhà. Cả tuần đi học rồi cho nên là cuối tuần á, hai vợ chồng mình tranh thủ đưa Brayden Elena đi chơi, đi vòng vòng cho biết. Đây là trạm xe buýt ở sân bay. It's okay. Mình sẽ bắt xe buýt đi vòng vòng cái khu ở quanh sân bay này mọi người. Xong rồi mình sẽ quay lại sân bay rồi mình đi về nhà. Đoạn này là xe buýt đang chạy vào tầng hầm của nhà ga số 2. Xong rồi chạy hết cái tầng hầm này để mình đi qua cái nhà ga khác đó cả nhà. Đây là chạy vô đường hầm rồi nè. Ở trong đường hầm này cũng có trạm xe buýt đợi khách. Và chạy vào đây đón khách xong rồi mình chạy xuyên qua phía bên ngoài, chạy ra khỏi đường hầm rồi qua cái nhà ga khác. Terminal 2.
T-Rex. Dinosaur. Wow, many. Vâng, mới xuống xe buýt này cả nhà. Đây là ở nhà ga số 4 ở trong sân bay nha mọi người, hay còn gọi là Terminal 4, T4. Ông xã mình cũng rối không biết là đi đường nào. Oh, this way à? Đang qua đường à? Chờ mẹ chút, chờ mẹ. Đây là Terminal 4 nha mọi người. Đó. Xung quanh vẽ tranh truyền thống rất là đẹp luôn. Đó. Truyền thống của Malaysia này, của Trung Quốc và của Ấn Độ. Đó. Hôm nay đi quá trời đi luôn đó cô chú. Sáng là đi bảo tàng hải quân Navy, chiều là ghé qua sân bay ăn trưa. Ăn trưa xong là bắt xe buýt đi vòng vòng ở trong sân bay đó cả nhà. Vòng vòng từ anh sẽ theo là we starting what terminal? À, đi từ nhà ga số 1 qua nhà ga, từ nhà ga số 1 đi xe buýt qua nhà ga số 2 rồi chạy qua nhà ga số 4. Đó, và hiện tại thì đang ở nhà ga số 4 này mọi người. Đây, nhà ga số 4.
Raiden, the cock con give mommy in here. The cock, the butt cock. Give mommy in here. Yeah. Ah, here, here. Yes. Thank you. Đây là cái điểm đến. Tức là bay từ nước khác tới Singapore thì sẽ đi ra chỗ này để mọi người tùy hãng bay. Mà có thể là đến T1, T3, T4 hoặc là T5. Chia là cửa hàng tiện lợi ở ngay cái điểm đến của nhà ga số 4. Thấy đồ chơi là kéo vô ngay cái khu đồ chơi. Trời ơi. Bây giờ là từ nhà ga số 4 đó cả nhà. Cả gia đình Văn ngồi đây nè để đợi xe buýt. Đợi xe buýt này gọi là shuttle, tức là nó sẽ phục vụ ở trong sân bay đó cả nhà. Nó sẽ chạy từ nhà ga số 4 qua nhà ga số 3. Cái này là chạy qua nhà ga số 3 cho nên là nhà Văn không có bắt. Nhà Văn ngồi chờ cái shuttle bus mà nó chạy qua nhà ga số 1 đó mọi người. Tại vì xe đầu ở nhà ga số 1 cho nên là bây giờ phải bắt xe bus chạy về nhà ga số 1, sau đó thì mới lấy xe để về nhà. Đây là cái khu để ngồi đợi này, rất là sạch sẽ đó. Ngồi chờ mệt hết rồi, cả nhà ai cũng mệt hết rồi. Đây đang đợi xe buýt này cả nhà. Đây là nhà ga số 4 qua nhà ga số 3. Kia là từ nhà ga số 4 qua nhà ga số 2. Xe này thì chạy qua nhà ga số 2. Cả nhà Văn mới lên xe buýt rồi nè mọi người. Elena không có ngồi yên được. Lay hay. Anna mệt rồi cô chú. Bây giờ Anna mệt hết rồi. Giờ mình sẽ đi qua cái nhà ga số 1. Taxi đợi khách đó mọi người.
khỏi nhà ga số 4. Rồi xong bay nhiều hoa đẹp quá mọi người ơi. Hả? Đây đây đây.